Xin chào các bạn. Video hôm nay mình sẽ chế tạo dụng cụ vẽ để cắt góc 90 độ trên ống sắt. Đối với những bạn không có điều kiện để đầu tư máy cắt sắt lớn hoặc là máy bị hư hỏng thì mình tin rằng dụng cụ này sẽ giúp ích cho các bạn trong trường hợp đó. Ở đây mình sẽ dùng thanh la sắt dài 2mm. Mình sẽ cắt lấy kích thước là 60 x 8mm. Mình sẽ lấy dấu ở giữa và uốn nó thành hình chữ U. Sau đó mình sẽ hàn thêm đoạn sắt có kích thước là 14 x 8 x 8mm. Hàn xong mình sẽ khoan thêm lỗ 4 ly ở mặt trước. Còn mặt ở trên mình sẽ khoan lỗ 3,5 ly và tạo ren M4. Tiếp theo mình sẽ cắt miếng cao su để lót ở mặt trong của thước. Cao su này mình lấy ở trong đùm bánh xe sau của xe gắn máy. Các bạn mài khoảng cách từ cao su đến mặt thước có độ hở khoảng 1mm là được. Tiếp đến mình sẽ xỏ ống nhựa dẻo vào lỗ 4 ly mà mình đã khoan. Phần thước cứ mình sẽ kẻ một đường thẳng và chia từ cạnh ngoài vào lần lượt là 12, 17, 21, 25, 30, 38 và 45. Các số này sẽ lần lượt tương ứng với các bán kính của mỗi ống. Mình sẽ xỏ dây vào lỗ đầu tiên và cố định lại bằng nút bấm sắt. Ok, như vậy là đã xong. Mình sẽ thử kẻ với ống 21. Và trước khi vẽ thì mình phải chia đôi ống trước. Còn khi cắt thì mình sẽ cắt từ điểm bên này chéo sang điểm bên kia.
Như vậy là mình đã test xong dụng cụ vẽ góc trên ống tròn của mình. Giờ ở đây mình không có ống 42, 60 và 76 nên mình chưa thể test được. Nhưng mà mình nghĩ dụng cụ này có thể vẽ được trên ống phi 21 đến phi 90. Ok, mình sẽ dừng video ở đây. Nếu mà các bạn thấy hay và có ích cho các bạn thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn. Bye bye.